Trời Phú Quốc rất là đẹp mọi người ơi. Và bây giờ thì cả gia đình Khôi đã tới rồi. Và bây giờ đang trên đường ra ô tô để về Villa. Mà cái xe giống như là nhân mặt tả. Cái xe nhân mặt tả hả? Đúng rồi. Sao ấy lớn rồi má? Các cô chú ơi, các cô chú nhớ bấm subscribe đăng ký và bấm vô quả chuông nhé, để ủng hộ gia đình con nhé. Con chào các cô các chú. Có hôm nay này, em ơi. Lúc đó là khoảng 100 tiền. Trên tôi Phú Quốc cao và sức tưởng tượng luôn. Bye.
Vâng. Xin mời. Đây là phòng master dành cho bố mẹ. À. Minutes later. Quá đáng lắm luôn ấy. Người ta đã đi dự tiệc còn mình phải dẹp đồ chơi. Ôi đau chân. Giờ nhà mình chuẩn bị đi countdown tạm biệt 2020 đến chào 2021. Let's go, happy though. Giờ chúng mình cả nhà hơn 10 người sẽ đi ra chỗ tổ chức giới thiệu khai đoàn. Và chúng ta sẽ chờ khoảnh khắc đến lượt ở giao thừa 2021.
Mọi người ơi, mọi người nhớ ấn nút đăng ký ở dưới mỗi video để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ gia đình Đăng Khôi Thủy Anh nhé. Và mọi người đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nha.